Chung kết đầu tiên thì bên bạn nào. Để dịp. Rồi bên mình lại có sen này. Vâng, ngày hôm nay vâng à, làm rất lộc quán sen. Bên kia vâng, thôi bên kia lại khả năng lại tạm biệt rồi. Bên kia lại Katha Greek. Hôm nay quân bài phía Thái Bình là hơi sâu. Mình còn có Pan Katha Greek baby. Mình là Pan Greek sen Egypt, chỉ cần Pan Greek, cần Pan Greek. Sen Egypt thì vâng cần baby Katha. Đấy thì tôi chia như vậy. Đang là tương đối rách nhá. Mình thấy mỗi bài đồ đầu 6 thôi, chưa thấy gì. Sen thì cũng không đồ lùa về, quân đẹp hơn nhưng mà bài là nó chưa được ủng hộ cho lắm. Sen có quả phụ rồi. Mang cầm cái đấy cũng có hiêu đá về, tí cầm cái zip. Có quả phụ và có vòi luôn. Nhưng mà nói chung là bằng bài các game thủ là tương đối sâu. Có quả phụ đi ngang qua cắt mặt nhà tí nhưng có bãi quả đấy, đấy khu vực. Đấy, anh Bách đây, đấy, anh Bách thấy bãi quả đấy rồi. Khu vực này luôn. Bài kinh công thì cũng vâng đủ đô rồi, mình đi dò tương đối rộng, xì mang rất nhiều vòi lùa về, ba vòi bảy hiêu, tí thì cũng đôi vòi quả phụ, ăn bảy hiêu giữa hai nhà vào mình nhì luôn, đấy bãi quả khu vực đấy luôn, à, tí ăn hiêu nhanh băng nhở. Ngay dưới luôn. Qua bảy hiêu. Đây đây bãi quả đấy. Bãi quả 6 luôn nhưng mà mày nhỉ. Thank you.
Báo về mình gần Greg Sasuke lại đánh 27 dân. Shima gặp màu 2 đi rồi. Chỉ Nick Công là người cầm Katha. Kèo này hiện đang đánh ở vét anh em ơi, đánh ở vét. Tí đã bị ải chọc chưa? Một một trong anh bách con rồi. Em đang làm anh em không cũng phải thông cảm anh em để chất lượng hình ảnh 480 thôi. Vì ngày hôm nay không quay bằng cái cây chính, hôm nay quay bằng cây phụ nên là nó sẽ hơi giật. Rất xin lỗi anh em. Hợp bên kia quýt luôn. Bốn đơn này đơn sinh vào mà nhìn luôn rồi. Lên lại mà rất mượn 2-0 VC. Rất nhanh. Mà quân mình bằng mấy trận đấu đẹp quá. Toàn xe bên kia thì toàn kẹp ít nhất trận nào cũng hai ông cho Son Katha click vào.